Trái đất của chúng ta là một hành tinh gần mặt của mặt trời, gần như là một cái trái cầu với đường kính khoảng là 12.700 km. Nó tự xoay quanh trung trục, và như tôi nói là bởi vì nó là cái vật rắn đồng đều cho nên nó quay xung quanh trục trong 24 giờ một vòng. Và như vậy một năm nó quay 365 ngày. Chính xác là 365 ngày và 1/4 ngày nữa. Cho nên cứ 6 năm là chúng ta có một năm nhuận. Ví dụ như năm 2020 này chúng ta là năm nhuận, cho nên tháng 2 chúng ta có 29 ngày. Rồi thì khối lượng riêng của trái đất của chúng ta thì chỉ gấp 5,5 lần so với khối lượng riêng của nước mà thôi. Trong khi các bạn thấy trong tâm mặt trời thì cái khối lượng riêng của tâm mặt trời nó gấp khoảng 150 lần. Rồi trái đất là một cái lõi, bên trong tâm trái đất chúng ta là một cái lõi với bán kính khoảng 2.500 kg và cứng hơn cả sắt thép. Và đó, thì như chúng ta đã biết là cái mặt trời, nó, trái đất chúng ta nó xoay xung quanh mặt trời và nó theo một cái hình elip. Hay nói cách khác là khi cái khoảng cách ngắn nhất và khoảng cách dài nhất của từ trái đất tới mặt trời đó thì nó chênh lệch nhau khoảng là 1,7% so với cái bán kính trung bình từ trái đất tới mặt trời. Và khi nó quay như vậy thì bởi vì các bạn thấy rằng là trái đất á, thì nó lại quay không phải là cái trục nó thẳng đứng mà trục nó tạo thành một cái góc là 23,45 độ. Và chính vì vậy cho nên nó khi mà nó quay xung quanh cái hệ mặt trời như vậy thì nó tạo nên cái vùng khí hậu khác nhau và nó cũng tạo thêm những cái mùa khác nhau trong năm ha. Ví dụ như trong năm này có bốn ngày mà chúng ta cần lưu ý, đó là cái ngày hạ chí. Xin lỗi, tôi bắt đầu từ ngày xuân phân là ngày 21 tháng 3, hôm nay là 15 tháng 3 rồi. Thì như vậy sắp tới là ngày 21 tháng 3 là cái ngày xuân phân. Xuân phân có nghĩa là cái ngày mà ngày và đêm nó được chia đều với nhau vào mùa xuân, cho nên chúng ta gọi là xuân phân. Như vậy đối diện với ngày xuân phân thì chúng ta có cái ngày thu phân. Nghĩa là vào cái ngày thu phân thì ngày và đêm chúng ta bằng nhau, nhưng mà nó vào mùa thu cho nên chúng ta gọi là thu phân. Thì ngày 23 tháng 9 là cái ngày chúng ta gọi là ngày thu phân. Còn ngày đông chí là ngày 22 tháng 12, gần ngày Noel ha. Thì ngày đông chí là chúng ta có thể gọi là cái ngày mà lạnh nhất trong năm. Hay là nói cách khác là ngày đó nó chuyển qua mùa đông. Và ngày hạ chí là ngày 22 tháng 6. Đó. Thì những cái khái niệm này các bạn học trong môn địa lý các cái cấp dưới. Tuy nhiên là trong cái môn năng lượng mặt trời này thì những cái ngày này nó cũng sẽ có cái ý nghĩa riêng của nó. Cho nên tôi sẽ nhắc lại, tôi nhắc trước để chúng ta sẽ đi vào, các bạn sẽ tìm hiểu những cái ngày này nó có ý nghĩa như thế nào trong cái việc tính toán cái bức xạ mặt trời. Như vậy trái đất quay xung quanh mặt trời với một quỹ đạo gần như là hình tròn, gần như thôi ha. Và tâm của vòng tròn này là chính là cái mặt trời. Khoảng cách trung bình thì trái đất tới mặt trời chúng ta khoảng là 1,5 nhân với 10 mũ 8 km ha. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là gần như tròn là bởi vì cái khoảng cách ngày dài nhất và cái ngày ngắn nhất á, là nó chênh lệch nhau là cộng trừ 1,7 lần cái khoảng cách giữa cái ngày ngắn và ngày dài nhất. Như vậy có nghĩa rằng là vào cái ngày 21 tháng 12 là cái ngày đông chí đó, thì khoảng cách giữa trái đất mặt trời chúng ta là ngắn nhất và cái khoảng cách lớn nhất chúng ta là vào ngày 22 tháng 6. Đó, thì như vậy chúng ta sẽ thấy một điều thú vị là như vậy vào mùa đông ha, chúng ta nghĩ rằng là cái bức xạ mặt trời nó tới trái đất nó ít hơn. Tuy nhiên là thực tế chúng ta thấy là vào cái ngày vào mùa đông hay là cái khác là vào ngày đông chí đó, thì khoảng cách trái đất mặt trời chúng ta là ngắn nhất. Và như vậy có nghĩa là gần mặt trời nhất thì đáng lẽ là nó phải là bức xạ nó lớn nhất. Nhưng mà tại sao là nó lại vào mùa đông? Trong khi vào mùa hè thì vào ngày hạ chí chúng ta là có cái khoảng cách mặt trời với rất là xa nhất, có nghĩa là cái bức xạ tới là ngắn nhất. Tuy nhiên là các bạn sẽ thấy rằng là cái lý do mà tại sao vào mùa hè nó nóng hơn mà trong khi vào mùa đông thì nó lạnh hơn, hay nói cách khác là vào mùa hè thì cái bức xạ chúng ta vẫn cảm tưởng là nó nhiều hơn vào mùa đông là bởi vì nó quan trọng là cái góc nghiêng các bạn. Thì vào mùa hè thì cái bức xạ, cái tia tới của mặt trời đó nó gần như nó vuông góc với bề mặt của trái đất, và vì vậy cho nên cái lượng bức xạ nó cao hơn. Còn trong khi vào cái ngày đông chí thì mặc dù là cái lượng bức xạ nó, cái khoảng cách mặt trời trái đất ngắn nhất, tuy nhiên là cái góc tới của mặt trời đó nó lớn hơn, vì vậy cho nên cái lượng bức xạ nó chiếu tới trái đất chúng ta nó ít hơn. Rồi
Và như lúc này chúng ta đã biết rằng là cái trái đất chúng ta nó lại quay trên một cái trục xiên với cái trục nằm nghiêng là góc 23,45 độ, và chính vì vậy cho nên nó sẽ hình thành nên các cái vùng khí hậu khác nhau trên trái đất. Thì như vậy các bạn thấy rằng như vậy cái góc của nó là 23,45, cứ xem tròn là 23,5 độ, thì đó là cái mực vĩ độ hay là cái mốc vĩ độ để chúng ta chia giữa cái vùng xích đạo, hay là chúng ta hay gọi là vùng chúng ta gọi là cái đường hạ chí tuyến, và nó chia thành cái tách biệt giữa cái vùng nhiệt đới và vùng ôn đới là ở cái vĩ độ là 23,5, là bởi vì khi cái trục trái đất mặt trời chúng ta cũng là 23,5, cho nên nó chia thành cái vùng khí hậu này. Thì như vậy cái đường ở cái vĩ độ 23,5 chúng ta là hạ chí tuyến, còn cái đường ở cái vĩ độ 66,5 thì chúng ta là bắc chí tuyến, và đương nhiên ở đầu cực này chúng ta là vùng bắc cực và vùng nam cực. Và như vậy thì nó chia trái đất chúng ta thành 5 vùng khí hậu là vùng xích đạo, đường hạ chí tuyến, đông chí tuyến, nam chí tuyến và đường bắc chí tuyến ha. Và như vậy thì các bạn thấy rằng là cái đặc điểm gì, thì vào cái ngày đông chí là ngày 21 tháng 12 đó ha, thì các bạn sẽ thấy rằng là các cái điểm mà nó nằm ở bắc chí tuyến này, nghĩa là các cái vùng mà nó nằm ở phía trên 66,5 độ, thì trái đất chúng ta quay một vòng 24 giờ đồng hồ, thì toàn bộ cái khu vực bắc chí tuyến này chúng ta là chìm trong bóng tối. Hay nói cách khác là vào cái ngày đông chí đó, thì ở các cái khu vực nằm phía bắc chí tuyến chúng ta là 24 giờ không thấy ánh mặt trời, nghĩa là chúng ta tối trong 24 tiếng đồng hồ. Còn ngược lại thì ở cái khu vực nam chí tuyến ha, nam chí tuyến thì ở cái vùng mà các cái vùng mà nằm phía trên của đường nam chí tuyến thì chúng ta sẽ có 24 giờ liền là vào ban ngày, nghĩa là chúng ta sẽ có ánh sáng mặt trời trong 24 giờ liền, nghĩa là không có đêm ha. Và cũng chính vì vậy cho nên chúng ta sẽ thấy rằng là cái do cái đặc điểm là trái đất chúng ta nó nghiêng so với mặt trời, cho nên chúng ta thấy cái độ dài ngày đêm nó thay đổi nhiều. Và càng ở xa cái vùng xích đạo bao nhiêu thì các bạn sẽ thấy là cái độ dài ngày và đêm nó thay đổi theo năm, nó sẽ thay đổi rất là nhiều. Còn Việt Nam mình thì nó nằm ở cái vùng nhiệt đới ha, nằm phía dưới cái đường hạ chí tuyến, cho nên các bạn sẽ thấy rằng là cái độ dài ngày đêm chúng ta cũng có thay đổi, tuy nhiên là chúng ta không thấy có sự thay đổi nhiều. Còn ở những nước ở vùng ôn đới chẳng hạn thì các bạn sẽ thấy rằng là vào mùa hè ha, thì cái độ dài ngày nó có thể là lên tới mười mấy tiếng đồng hồ, nghĩa là từ 5 giờ sáng thì mặt trời đã rất là sáng, và tới 8 giờ tối thì mặt trời nó vẫn còn đó. Thì cái vào mùa hè thì cái độ dài ngày nó rất là dài. Còn ngược lại vào mùa đông thì tới 8 giờ sáng thì chúng ta vẫn chưa thấy mặt trời, còn tới 5 giờ chiều thì mặt trời đã lặn, như vậy cái độ dài ngày nó ngắn đi. Thì cái lý do mà chúng ta có thấy cái độ dài ngày khác nhau nhiều ở vùng ôn đới là bởi vì các bạn thấy là đặc điểm là như cái hình vẽ này, thì các bạn sẽ thấy rằng là bởi vì cái tia tới của mặt trời của chúng ta so với cái trục của trái đất chúng ta nó có cái sự khác biệt, cho nên nó tạo thành cái sự khác biệt ngày và đêm đó. Thì vào cái ngày đông chí là vào ngày 21 tháng 12 đó, thì cực bắc bị nghiêng, cho nên như lúc này tôi đã nói là toàn bộ cái khu vực phía bắc chúng ta sẽ chìm vào phía đêm, trong khi ở cái phía đường nam của cái đường cực nam á, thì nhận nắng liên tục. Còn vào cái ngày hạ chí thì tình hình ngược lại. Còn như lúc nãy tôi nói là vào ngày xuân phân đây là chúng ta là chia đều ha. Vì vậy cho nên vào cái ngày xuân phân là vào cái ngày 22 tháng 3 và thu phân, là đương nhiên đây là đối với bắc bán cầu, là ngày 22 tháng 9 đó, thì chúng ta thấy rằng là cả hai cái ngày và đêm chúng ta là bằng nhau ha. Đó thì tiếp theo là vì cái trục trái đất nghiêng, cho nên chúng ta sẽ trái đất chúng ta sẽ được chia làm 5 vùng, chúng ta gọi là vùng nhiệt đới, vùng ôn đới và vùng hạn đới. Thì cái vùng nhiệt đới hoặc chúng ta gọi là cái torrid zone đó, là cái vùng trải dài từ 22,5 độ bắc cho tới 22,5 độ nam. Thì đứng về mặt nhiệt độ thì các bạn biết rồi, vùng nhiệt đới là cái vùng mà có khí hậu cao. Tuy nhiên là đứng với cái góc độ bức xạ mặt trời thì chúng ta thấy rằng là cái vùng nhiệt đới này thì
chúng ta sẽ thấy rằng là cái nhiệt, cái mặt trời sẽ đi qua thiên đỉnh ít nhất một lần trong trong năm. Thì như vậy thiên đỉnh là như thế nào? Thì các bạn hình dung là khi các bạn đứng vào đúng vào 12 giờ trưa đó, mà nếu các bạn không thấy cái bóng của mình nữa đó, thì như vậy có nghĩa rằng mặt trời nó vuông góc với lại cái bề mặt trái đất, và khi đó chúng ta gọi là mặt trời lên thiên đỉnh. Như vậy nếu mà các bạn để ý thì không phải tất cả các ngày, hoặc nói cách khác là rất ít ngày trong năm chúng ta có cái hiện tượng thiên đỉnh này. Thì như vậy có nghĩa rằng là bình thường là dù 12 giờ trưa các bạn ra ngoài mặt trời thì nó vẫn có một cái độ bóng của các bạn nó vẫn đổ xuống, mặc dù là ít hay nhiều thôi ha. Thì như vậy cái vùng nhiệt đới ở đây chúng ta là cái vùng mà cái mặt trời sẽ đi qua thiên đỉnh ít nhất một lần một năm. Còn cái vùng ôn đới được gọi là cái vùng mà mặt trời sẽ mọc ở đường chân trời mỗi ngày, nhưng không, mặt trời không đi qua thiên đỉnh bao giờ. Thì như vậy có nghĩa rằng khi các bạn qua cái vùng ôn đới thì sẽ không bao giờ mà các bạn không có cái bóng của các bạn hết ha, là lúc nào cũng có một cái bóng ngắn hay dài thôi. Tuy nhiên là mặt trời thì luôn luôn nó mọc ở đường chân trời. Còn vùng hàng đới là kéo dài từ 66 độ bắc cho tới lùng bắc và nam đó, thì như vậy thì cái mặt trời nó sẽ mọc ở dưới đường chân trời.